Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, Văn Hậu dũng cảm cứu thua. Báo Hà Lan sửng sốt ví như huyền thoại Terry của Chelsea. Dũng cảm dùng đầu cứu thua của Đoàn Văn Hậu trước Thái Lan chẳng mấy chốc đã được chú ý Hà Lan. Văn Hậu dũng cảm cứu thua, báo Hà Lan gọi là John Terry của Hiranvin. Pha dũng cảm dùng đầu cứu thua của Văn Hậu trước Thái Lan chẳng mấy chốc được chú ý ở Hà Lan khi mà các trang tin và đầu báo lớn đang tải đoạn clip tình huống. Tin tức bóng đá, Webban, Pilmer đã thậm chí gọi anh là John Terry của Hiranvin. So sánh tình huống này với pha bay người cản phá một cú sút của cầu thủ Slovenia về phía cầu môn tuyển Anh ở World Cup 2010. Pha bóng không những được báo chí khen ngợi mà còn tạo ra những phản hồi rất tích cực từ các độc giả, nhất là các fan Hiranvin. Ở phần bình luận dưới bài viết, đã không có ít những câu bày tỏ sự tâm đắc của fan câu lạc bộ khi đưa về được một cầu thủ dũng cảm. Một số kêu gọi huấn luyện viên Juni Jansen cho anh đá chính và có một bình luận khá khôi hài liên quan đến Nhật Bản như đề cập bên dưới. Cậu ta nên được đá chính, nhưng Van Rijn và Florinus đã chơi tốt từ đầu mùa, thật là những lựa chọn khó khăn cho Juni. Van Rijn tôi không ưa mấy, còn Florinus không thuộc về cánh trái, Đoàn Văn Hậu nên được thi đấu. Này, có lẽ PSV đã mua nhầm một ông đoàn khác. Ý chỉ tuyển thủ Nhật Bản, Ristudan. Fan so sánh Văn Hậu với cựu siêu trung vệ Vidic của MU. Trước đó phút 82 của trận đấu trong một pha hãm thành của tuyển Thái Lan, sau pha cản phá bằng chân của Văn Lâm, bóng đi đến vị trí số 15 của Thái Lan. Như tưởng bàn thắng đến với Thái Lan, nhưng Hậu đã có pha cản phá dũng cảm, đưa cả đầu và thân mình cản bóng. Nếu như không có Văn Hậu, rất có thể lưới của Việt Nam đã rung lên. Đây là quyết định vô cùng mạo hiểm của hậu vệ thủ biên chế Hiranvin của Hà Lan. Nếu như không may, Văn Hậu sẽ dính chấn thương rất nặng. Nhưng chính vì sự dũng cảm đó mà chàng trai 20 tuổi của tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều lời tán dương. Thậm chí nhiều fan so sánh Văn Hậu với những gì mà huyền thoại Nemanja Vidic từng làm được khi quốc áo MU, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Trong đó tình huống khiến cả thế giới phải trầm trồ ở trận đấu giữa MU và Arsenal. Cựu trung vệ Serbia dùng đầu cản phá tình huống nguy hiểm khi chân sút Emmanuel Adebayo đã có bóng và chuẩn bị có cơ hội đối mặt với Van der Sar. Điều này cho thấy Văn Hậu có tinh thần cực kỳ máu lửa, quyết liệt giống với huyền thoại Vidic của MU. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam thật may mắn khi sản sinh một trong những tiềm năng đầy sáng giá cho tương lai. Thông tin tiếp theo, thầy Park Dụng Minh gây sốc trận hòa Thái Lan, tranh cãi 3 lần thay người. Trái với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng hết 3 quyền thay đổi người trong trận đại chiến Việt Nam-Thái Lan bất phân thắng bại tối 19 tháng 11. Nhưng những nhân sự và sân từ ghế dự bị đều đã chơi không thành công. Liệu thầy Park có tính nước cờ sai lầm? Tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2019 với trận hòa tuyển Thái Lan không đều tại Mỹ Đình tối hôm qua 19 tháng 11 ở lượt trận thứ 6 bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, lặp lại tỷ số đối đầu của đôi bên như trận ra quân trên sân Thammasat hôm ngày 5 tháng 9. Dù sau lượt trận vừa qua, thầy trò Park Hang-seo vẫn dẫn đầu bảng nhưng mà rõ ràng, lối chơi của các chàng trai áo đỏ thể hiện vẫn chưa thể khiến đông đảo người hâm mộ an tâm hài lòng. Tuyển Việt Nam vẫn mắc những sai số ở hàng thủ, điển hình là tình huống Văn Hậu phạm lỗi với Manuel Beer trong vòng cấm dẫn đến quả penalty trong hiệp 1. Nhưng may mắn Văn Lâm đã cản phá được cú sút 11m của Thiraton Bumathan sau đó. Hàng công của chúng ta không thể hiện được gì nhiều trước lối đá pressing khó chịu của voi chiến. Với ông Park Hang-seo, ông đã sử dụng hết cả ba sự thay đổi người khi lần lượt để Hồng Duy, Công Phượng, Anh Đức vào sân trong hiệp 2 để thế chỗ Văn Toàn, Hùng Dũng, Tiến Linh. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân người Nhật Bản Akira Nishino chỉ sử dụng 2 trên 3 quyền thay người để Siwakon, Tiachakun và Bodin Fala vào sân từ phút 86 đến phút 90+1 cuối trận. Ba quyết định chuyển đổi nhân sự của ông Park Hang-seo thực sự gây băn khoăn cho người hâm mộ. Hồng Duy được tung vào sân ngay từ phút 56, thế chỗ Văn Toàn để phối hợp cùng Tiến Linh và Quang Hải tạo nên bộ ba tấn công của chúng ta. Nhưng cũng giống như người đồng đội trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, Duy Pinky chơi lệch trái chẳng thể gây nhiều áp lực với hàng thủ kín kẽ của Thái Lan. Cũng khó trách được Hồng Duy khi anh đã lâu mới có dịp vào sân thi đấu một trận chính thức
nhất là khi Việt Nam đại chiến kinh địch Thái Lan. Và sức ép từ dư luận bản thân khiến cầu thủ này cóng chân cũng là dễ hiểu. Trường hợp thay người gây sửng sốt với nhiều người thứ hai tối qua bên phía đội chủ nhà là khi thầy Park rút máy quét giữa sân, Hùng Dũng ra nghỉ ở phút 72 để thay bằng tiền đạo Công Phượng. Chiến lược gia 60 tuổi người Hàn muốn tăng cường sức tấn công trong bối cảnh Việt Nam cần chiến thắng, còn Thái Lan có dấu hiệu tâm lý sau khi Thiraton Bumathan đá hỏng penalty. Nhưng rõ ràng cũng giống như trận đấu với UAE, Công Phượng dù vẫn có tốc độ tốt, khả năng khuấy đảo khiến hàng thủ đối phương phải lưu tâm. Nhưng việc không được thi đấu ở đội 1 Sweden khiến cảm giác bóng, chọn vị trí, tìm cơ hội dứt điểm của chân sút người Nghệ An bị ảnh hưởng khá nhiều. Ở cuộc họp báo sau trận gặp Thái Lan tối qua, huấn luyện viên Park cũng đã giải thích lý do ông rút tiền vệ đánh chặn Hùng Dũng ra sân vì cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã dính chấn thương, bất đắc dĩ phải kéo Quang Hải về khu trung tuyến và chơi linh hoạt hơn vị trí chạy cánh phải ban đầu. Hùng Dũng bị đau tay, thể lực cậu ấy cũng cạn kiệt. Vị trí này vẫn còn Đức Huy, Hoàng Đức. Tuy nhiên tôi muốn đưa Quang Hải xuống để tăng cường sức tấn công cho đội. Với anh Đức, người trước trận đấu với Thái Lan đã tuyên bố chia tay tuyển Việt Nam. Thầy Park cũng trao cho người Hùng chung kết AFF Cup 2018 cơ hội đá trận cuối cùng cho màu áo tuyển quốc gia khi lão tướng này vào sân thế chỗ đàn em Tiến Linh ở phút 84. Chia sẻ với anh Đức, huấn luyện viên Park nói: Anh Đức đã có trận đấu rất tốt cho tuyển quốc gia, nhất là ở AFF Cup 2018, cậu ấy phát huy tinh thần anh cả của đội tuyển. Mấy hôm trước cậu ấy nói với tôi về việc dã từ từ Việt Nam, tôi muốn giữ lại anh Đức ở lại, nhưng cậu ấy nói muốn dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn. Tôi tôn trọng quyết định đó. Giờ ăn trưa hôm qua, Đức đã tuyên bố chuyện này, và trong trận đấu tôi muốn dành nhiều thời gian cho cậu ấy chia tay đội tuyển. Nói về sai sót của các tiền vệ trong trận, ông Park cho biết sẽ cố gắng hạn chế trong những trận cầu sắp tới. Trong bóng đá, luôn luôn có tính phi hợp lý, khó có trận nào chúng ta hoàn thiện được. Chỉ có cách tăng cường tập luyện để giảm sai sót. Tháng 3 năm 2020, tuyển Việt Nam mới tập trung lại. Chúng ta còn thời gian để chuẩn bị những gì tốt nhất và khắc phục hạn chế. Tạm thời tôi chưa có quyết định gì, ông Park nói. Chuyển sang thông tin khác, Việt Nam hòa Thái Lan, bảng xếp hạng vòng loại World Cup nóng như lửa. Đội tuyển Việt Nam đã chia điểm trong trận cầu nghẹt thở với tuyển Thái Lan tối 19 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng vị trí nhì bảng đã thay đổi và hứa hẹn nhiều khó khăn cho thầy trò Park Hang-seo. Tuyển Thái Lan đã có trận đấu rất căng thẳng và chơi đầy nỗ lực khi tiếp đón đội tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Tiếc là sau hơn 90 phút thi đấu, thầy trò Park Hang-seo chỉ có được trận hòa không đều trên ngôi chiến. Như vậy, tuyển Việt Nam đã hòa Thái Lan của tân huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino cả hai lượt trận mở màn và lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại World Cup 2022 cùng tỷ số bất phân thắng bại mà không có bàn thắng nào được ghi ở sân Thammasat và Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam cũng đã bất bại cả 3 lần gặp Thái Lan trong năm 2019, tính cả chiến thắng 1-0 của chúng ta khi làm khách ở xứ sở Chùa Vàng tại King's Cup. Thầy trò Park Hang-seo có 11 điểm và vẫn bất bại, thắng 3 hòa 2 sau lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, vị trí nhì bảng này của Thái Lan đã bị Malaysia chiếm lấy sau khi những chú hổ thắng 2-0 khi đón tiếp Indonesia trên sân nhà Bukit Jalil ở Kuala Lumpur trong tối 19 tháng 11. Hiện Malaysia đã có 9 điểm, thắng 3, thua 2, chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam đúng 2 điểm. Trong khi đó, Thái Lan tụt một bậc xuống xếp thứ 3. Còn đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, những người đến phiên nghỉ ở lượt trận thứ 6 bảng G đã bị đẩy xuống đứng thứ 4 với 6 điểm trong tay. Thắng 2, thua 2. Tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi nhất bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Malaysia đã chiếm ngôi nhì bảng của Thái Lan và những chú hổ chỉ còn kém đội bóng của chúng ta 2 điểm. Ở lượt trận thứ 7 bảng này diễn ra ngày 26 tháng 3 năm 2020, tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu. Trong khi đó Malaysia làm khách của UAE, Thái Lan được trở về sân nhà tiếp đón đội bét bảng Indonesia chưa giành được điểm nào khi toàn thua cả 5 trận đã đấu. Nếu Malaysia thắng trên sân nhà của đối thủ Tây Á, thầy trò Tan Chuen Ho sẽ có 12 điểm, hơn Việt Nam đúng 1 điểm và Á quân AFF Cup 2018 khi đó leo lên ngôi đầu bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Rất có thể ở lượt trận thứ 8 khi Malaysia trở về sân nhà tiếp đón Việt Nam ngày 31 tháng 3 năm 2020, chiến thắng trong cặp đấu đó sẽ nắm ưu thế cực lớn trong việc giành suất trực tiếp vào vòng loại cuối cùng dự cúp thế giới diễn ra tại Qatar sau đây 3 năm.
Và cũng ở lượt đấu đó, Indonesia tiếp đón UAE trên sân nhà, còn Thái Lan đến phiên nghỉ thi đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.